khô, đậu trắng, lá dứa, bỏ lá dứa cho thơm hả? Nhất nó có một cái ngày có ba luôn. Bắp, ngô, nhà quên cái nồi đó luôn. Ngô luộc có nước không? Đó. 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 Không để cái nước. Đó, nước đó. Ốc luộc. Rồi. Rồi, đó là không có la chành cho nó cam. Ngày nứt nhất cái ngày nhiều ba. Trà bắp, nếp, đậu. Nhiều chứ. Dễ ăn vậy hả? Trời ơi, dễ ăn như bắp. Chè bắp. Này chè bắp à cả nhà. Coi em. Lửa cái đường nữa cả nhà. Ai ai chỉ luôn chỉ luôn. Đường đã luôn. Ai chỉ chỉ. Qua bác sĩ ăn với ai ăn. Có phút đi. Thôi ta ăn đường ra. Kem chống mưa. Nước cốt nhất. Nước cốt cốt bò. Cho nó tan ra, cho bé một cái rồi. Nhắc vô. Nhắc vô cái bắt đầu để lên cái đổ đậu xà cắn vô. Trắng đậu rõ ngon. Đây hay gì? Đây có không? Có nhóc kìa. Nữa. 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 Nữa.
Có. Chán. Lấy cháo kìa. Không. Mày hút cái gì vậy em? Hút cùng hai gì mà ăn mới được chứ mình không để riêng con mày đâu ăn được. Sao khóc? Nấu cà ri. Úp cà ri vô, úp bột nghệ vô. Úp bột cà ri kìa. Vô kho ăn ngon. Khỏi nhức màu ha. Cà ri nha, ngủ như hơn. Cà ri có cà ri kìa. Xả nhiều hơn ốc. Hay kêu bằng khô khô xả thiệt à. Cà ri. Miếng cà no. Chút xíu muối. Cái này là tép mỡ. Thêm mấy củ hành ta tím nữa. Miếng đường. Lòng không biết có gà không ha. Tết vợ. Thấy mặt ngối nè trời. Cúng tổ, cúng hơn rồi. Lấy nghề lại quá. Mấy ông kia không cúng lấy nghề hết nè. Ông 10 nè, ông 2 nè, ông 8 nè, lấy lại hết rồi đó. Tới ông á.
cũng đưa là tới ong á. Bắt lên nồi, bắt lên bếp nấu, quên bật bếp ga, quên bật bếp ga nấu cơm quên cắm điện, dở nắp lên cơm chín rồi. Cá này hôm qua bắt cà no nè mọi người ơi, tao móc ruột hết trơn rồi nè, cà no nè, tao móc ruột hết trơn rồi mà trời, cà no này là bột ngọt, nó ngược nè, ốm này vô hai cái này, này bột ngọt. Trời đất ơi, con gái của tôi á. Canh cải. Cái này gì vậy? Cà nó. Ôi, tao bỏ vô nó còn ăn trống á hả? Bà nói này rồi bà quên rồi chạy. Chắc tao bỏ vô rồi nó dính trong đó vậy nè. Chạy đi chúng ta nha hả? Nóng lên bàn. Rồi canh xong. Nồi cơm xong, nồi ốc kho xong, biết ngon không á, ngon không, chưa khô rồi khét hả? Biết ngon không đây nữa. Cơm với ốc nè, bao cháy mùi chát luôn. Như là ở đâu á, còn cái trứng nữa, còn cái nhiễm đất à. Còn rớt mật. Rớt mật chung đó. Con này nó có móc rồi nè. Móc rồi còn. Móc rồi nó còn, bây giờ cái mật nấu cà ri, ốc nấu cà ri, ốc cũng quên hết, cà khô chứ, này cà khô hả? Ngon, có nước dừa không? Cơm, cơm. Thank you.
cây dừa, hai cây dừa. Rơm lại hả? Rơm là rơm, cha mày rơm. Đến chưa gì hả? Đến chưa gì hả? À, quên sao ta hơn hồi nãy nghe cú rào lơ gì Bùi Gia Lưng gì đó mà không sao không thấy. Không ra Bùi Gia gì đó. Gia lù là hử. Có tiết can không? Tiết bì không? Có, không có kêu tâm thân con hả? Chạy.